chào Sinsi, tên mình là Việt, mình sinh ngày 19 tháng 9 năm 1989. Công việc của mình là lập trình. Mình bắt đầu công việc lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ tối. Sau khi về nhà, mình thường nghe nhạc online, check Facebook và sau đấy thì chơi một hai ván cờ trước khi đi ngủ. Mình thích nghệ thuật, âm nhạc và tranh. Mình thường xuyên đến những triển lãm về tranh. Mình rất thích trường phái hội họa Picasso. Mình ước mơ của mình là nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà nói đơn giản là tự do, đi mọi nơi, làm mọi thứ mình muốn. Triết lý của riêng mình đấy là trên đời không có gì đáng sợ cả. Khi bạn sợ một điều gì đó, hãy nhìn sâu vào nỗi sợ. Đằng sau nỗi sợ sẽ là một thứ không đáng sợ.